Biến ở các vùng nông thôn nước ta, không chỉ được biết đến là một loài rau để ăn sống hoặc nấu canh, cây bìm bìm còn là một vị thuốc chữa bệnh xương khớp rất hiệu quả mà được nhân gian áp dụng nhiều. Thế nhưng cây bìm bìm chữa bệnh có thực sự hiệu quả? Để biết thêm về loài cây này, mời các bạn theo dõi video này nhé. Cây bìm bìm được biết đến là một vị thuốc nam quý có nguồn gốc từ châu Á nhiệt đới, thường mọc hoang, cũng được trồng nhiều khắp nơi ở Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc và phía Nam nước ta. Cây được thu hái quanh năm, toàn bộ cây đều được sử dụng làm thuốc, dùng tươi hoặc phơi khô. Công dụng của cây bìm bìm rất tốt đối với sức khỏe. Theo y học cổ truyền, cây bìm bìm có vị ngọt, tính bình, có công dụng lợi tiểu, mát gan, nên rất thích hợp để chế biến các món ăn giải nhiệt và làm mát cho cơ thể. Cây còn được sử dụng làm thuốc chữa bệnh viêm gan, vàng da, viêm bàng quang rất hiệu quả. Chữa viêm thận, teo thận, suy thận, sỏi thận, loài cây này được xem là vị cứu tinh của các bệnh nhân mắc bệnh thận. Cây bìm bìm có khả năng kháng viêm, giảm đau nên có tác dụng chữa hạ sốt, sưng đau, bong gân, gãy xương, đau nhức xương khớp, các vết thương chảy máu. Bìm bìm có chứa nhiều chất dinh dưỡng cao, khoáng chất giúp cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể, ổn định huyết áp, giúp cung cấp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe rất tốt. Một số bài thuốc điều trị: chữa đau nhức xương khớp 12g các vị, cây bìm bìm, đậu đen rang thơm, dây châu cổ, ba kích nhục, cẩu tích, đỗ trọng, đương quy 16g các vị, thục địa, tam ký sinh và 10g dây cơ hồng xanh, sắc với 1,2 lít nước đến khi còn 300ml nước, chia 2 đến 3 lần, uống hết trong ngày sau bữa ăn, uống liên tục trong vòng 5 đến 15 ngày. Khi uống thuốc không được ăn mang. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm cách sử dụng của cây bìm bìm trên website của chúng tôi được hiển thị trên màn hình và một số thảo dược thuốc nam khác tốt cho sức khỏe. Thảo dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán cây bìm bìm uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch, luôn được khách hàng tin cậy. Đến với thảo dược Thanh Bình, chúng tôi luôn mong muốn rằng sẽ mang đến cho quý khách hàng một nguồn thảo dược tốt nhất để có một sức khỏe hoàn hảo cho bạn và cả gia đình. Với nguồn thảo dược tự nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể chữa bệnh và phòng bệnh mà không cần dùng đến thuốc Tây mà lại an toàn và hiệu quả. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và share ngay bên dưới màn hình nhé.